ghi lại lời Chúa Giêsu đã nói với ông Nicodemo là người lãnh trong dân Israel. Nhưng khi lời Chúa Giêsu nói, ông nghi ngờ và thường đặt câu hỏi là điều đó sẽ phải xảy ra như thế nào. Và Chúa Giêsu đã nhắc lại việc ông Môi-se đã dâng cao công án trong sa mạc khi dẫn dân Do Thái đi về miền đất hứa, và khi những người dân Do Thái nhìn ông Môi-se dâng cao công án trong sa mạc thì họ được giữ lòng đền tội như là bị giam cầm. Và Chúa Giêsu nhắc lại sự kiện mà Chúa Giêsu cũng đến trong thánh giá cũng đóng trên cầu thánh giá, khi những người tin vào Chúa Giêsu sẽ được ơn cứu độ. Và Chúa Giêsu nhắc lại cho Nicodemo những việc đó để Chúa Giêsu cũng làm chứng cho mọi người. Chúa Giêsu đến thánh giá chào ra học giá và sau 3 ngày cũng là sống lại. Và niềm tin mà Chúa Giêsu cũng nhắc nhở những người chúng ta khi chúng ta chào ra trong tuần thánh và chúng ta mừng trong những ngày lễ phục sinh và giáo hội cho chúng ta sẽ mừng lễ phục sinh cho suốt vòng bản tổ để chúng ta cảm nhận được tình thương của Chúa trên mọi người chúng ta. Và khi ta đặt niềm tin, niềm cậy thần bế vào ơn cứu độ của Thiên Chúa, và chúng ta được Chúa soi chỉ vào lòng của mình người chúng ta để tất cả những điều Chúa đồng hành với mọi người chúng ta trên con đường thần bế. Và chúng ta tin khi người ông bà anh chị em người thân người quen khi qua đời sẽ được Chúa dẫn về trong nước trời cùng với Chúa. Chúng ta xin Chúa soi chỉ mọi lòng của chúng ta và